Ý, chào tất cả mọi người nha. Bữa nay mấy anh em mình sẽ đi kiếm một mớ ớt nha cả nhà. Cả nhà theo dõi cái bữa nay anh em lúa bắt được bao nhiêu ớt nha. Ước bị trời. Từ từ fan. Điện thoại điện bộng không đó. Ê, sao bơi ngược đây, ngược. Rồi cái sông này thẳng bằng luôn mấy ông. Anh thằng ơi sao không lấy phải đứt đá xuống. Tàn ác rồi chứ. Đưa lên đi, bay qua lá coi. Đúng rồi ha. Bỏ phải đứt đá rồi. Anh em mình gặp bến. Đây nè, qua đó hả? Đó gà mát. Thôi bắt ớt thì có không nghe cả nhà. Ước. Hồi tối ớt nó nhảy một cái nha, ốc cục nổi luôn á. Ôi, từ lên bao. Chừng ông quýnh nó trời. Có ông không? Đâu. Trời ông đánh mặt thằng mũi nhậm vậy. Cái bị. Trời trời. Điện thoại không đó, giỡn. Đây à. Lên anh em ơi. Lấy chứ không lấy. Chút lộ nha, lấy tăng rồi, để lên. Cây không nó chạy. Ông. Xong bị quýnh nó rồi. Ông mùi vẽ trời, quýnh xong. Trời. Nó bay đến đầu mày kìa. Nó lẹn đầu mày xong. Nó lái cái đầu mày o kìa xong. Thấu trời thì chứ. Xong bay xong núp cây trời. Thấy không? Lúa nói mà là có thấy không? Có chừng ông mà hú hồn hú vía cả nhà ơi. Anh trời chụp ngay chân cái ổ luôn trời. Dạ. Nói phải không? Đang lãng ra luôn mà không có ớt ta. Láng mà. Ủa chứ mình không có lấy xuống hả? À. Thằng này có ớt nào. Đúng không? Đây. Cái này con chuối này có nè. Ê, nhái. Trong đây, trong ổng đi ông tay. Thằng láng giờ có ớt. Ê, rồi. Ớt nhảy rồi. Rồi. Ủa? Ớt thì cục đất. Ớt, bành kỳ luôn. Sao nãy móc đây tùng mà. Cục đất mà. Đất nó bay lớn hả? Con ớt nhảy bay lớn, ớt vỏ vàng. Ê, còn nhỏ. Núp trống ở quê. Thì xác nó ngồi trong mí á. Lâm coi kìa. Hàng này nó cùng vô mà còn chạy. Nội sát vô cái mấy cùng á. Con hả? Con. Vậy hàng này nó hai con. Để xong rồi. Ở bả. Bả không à. Đúng không? Liếp lại ông, đào sao liếp lại mấy ông ơi. Một con. Mượn xuống đi. Có chừng hai ba con ngồi vô hang đó. Bự lại. Ơi. Dạ chú xuống vậy? Trời. Nghe hả? Hai con chạy. Chạy hả? Nhảy con rồi, còn con. Dính con rồi. Vô lại. Nhảy vô cho lại như vậy. Dữ lắm ớt anh em ơi. Bạn nó chín trở lại. Dạ con này nè anh coi. Rồi để coi cái bờ khúc này có không. Hết hàng rồi. Sâu vậy. Sâu là còn nữa đó. Cho anh xem. Thủ dưới xong ơi, gom này mầm nó bắt xong ơi. Trời ơi, ở đâu vậy? Ngách hay vậy? Con giá con cái mối ớt. Ớt. Rồi biết rồi. Hai thằng đào, ba thằng dình cho mày chạy. Ừ.
chuột. Đi đi. Mình bắt heo nào có heo đi. Đúng rồi. Rồi. Mình gom chỗ nào bắt heo đi. Đó anh em mình rút kinh nghiệm đi. Đi lại, giúp đi lại đi, đi lại. Anh em ngồi thủ dưới đi. Thủ mới được, ngồi thủ mới được. Ngồi ngoài giường nè. Qua đó đó xong. Gì vậy? Còn nữa coi chừng còn nữa đó. Ở dữ lắm bự. Trời ơi. Em lại. Ê ê ê. Ali ali ali. Chi luôn chạy. Trời ơi. Quá láng xe ơi. Đúng đời con ếch thiệt chứ. Vàng hết trời. Trời ơi đẩy vô nặng tay liền chắc không qua banh nữa luôn. Còn đó, đào em nha mọi. Thủ ở dưới ngành lực. Ừ. Sang rồi ơi liền ha. Sang bự té ra ra xong ngang sang. Gì? Nữa hả? Nữa, nữa. Bự không? Bự không? Đó, chút chậm. Ôi ôi. Rồi, đồ đã. Hang bự không? Hang bự dường nào là ếch bự đấy nha mấy ông. Trời ơi. Hang nó gặp ếch nó ham như cu be trời. Hết chưa? Chưa thấy cái tay. Chỗ rồi nha. Cu be con bảy mà. Rồi còn hết nó mập mà nhảy nó không nổi luôn á. Thôi coi chuyện nhảy ra, phải anh em thủ dưới lại. Hay quá trời ơi. Ê. Hay lắm. Một người giật một đứng không? Trời. Đi đâu? Đi nào? Lắm. Mua cái mối nào không vậy? Ếch nhỏ như vậy đó. Có đâu bắt cái mối luôn. Cái mối nằm luôn đây nè. Nè đâu đâu. Nó chạy xuống rồi. Chạy xuống rồi. Chạy xuống rồi. Ơi chị đây. Chị đây chị đây. Chạy xuống rồi. Dạ. Có cây ngô ngoài vườn nha. Đâu đâu đâu. Ê qua đây rồi, qua đây rồi. Qua đây rồi. Đâu. Dạ. Con gì? Ngồi. Nằm mà xong xong xong. Ê, đây bạn kia. Cây ngô ngoài vườn. Đi lên. Đâu bao? Vô đây con này. Chị đây. Nhờ người kia chị lên. Ê, con, trong đây mới vậy đây con mạnh kia nè. Giàu luôn rồi cả nhà ơi. Gì? Anh thằng ơi bắt gì đó hả? Dịp dịnh dưới đi. Ai nè 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 cái hang này láng rồi. Tóc bụi chuối ra cái đi. Im nè. Lại chưa nè. Hang ếch bự đó rồi. Trời nhảy ra kia nhóc chơi trời. Thủ dưới cái xong. Tóc hết bụi chuối ra đi hả đào. Ơ ngồi bự. Rồi. Ê nó xuống đó đó. Con hết hả mày? Dính nữa hả? Hết nữa, trời trời. Coi chừng trong kẹt. Coi chừng ếch nhảy xuống ngay xong. Bắt cái gì kì vậy trời? Ê, ơi, con kìa. Đâu rồi? Mà xong dính con nữa kìa. Chạy xuống đây nè. Còn con nữa. Còn nữa đó. Ngồi, con nó bự cả nhà ơi. Quỷ diệt. Cho bạn nè, để cho lên mới được. Chụp cái răng. Lập nữa. Trời ơi, trong mắt con nào nó như con lông rồi trời. Đủ mọi người. Con hủ dưới kia đâu? Đào hang đi. Có hang không? Rồi. Có mấy hang chơi được, có mấy hang đi đó. Đúng đời nhắn mối thiệt chứ. Coi chừng ơi, cái mí này là chui ra được nha. Nhắn mối chuột hết trơn luôn. Anh em mình đào rồi xong mình tiếp lại nha. Tạm gì không có vô trong chợ ếch. Thủ nha. Hang bự là ếch bự đó. Hang đó sang. Hang thủ mà. Không chà là không biết của ai. Ông anh kêu dở lông già mình đâu biết lông già đó của ai, để mình hỏi cái của ai mình mới dở được cả nhà ơi. Đào đi lại.
còn hang cứ việc đào đi. Ê, lộm lộm hay quá. Trời ơi, được trọng bự nha. Bự không ta? Dễ thì chạy đói. Anh em thấy trong người sao anh em? Chắc bữa nay em tài cầm giọng cầm nổi quá. Đang hưng phấn. Hưng phấn. Còn lên hết rồi. Con ếch bự mà mình lấy ra một cái nó đã vậy tài ha. Chừng chậu lên như thế. Ngái nhảy. Ủa, gì vậy? Ủa, cáo đó hả? Không. Hết rồi, chuột luôn. Rồi, chuột. Thần ơi. Còn gì ngoài không ta? Chắc chuột hết rồi. Mày coi chưa nó lại. Chưa. Đây hả? Đúng rồi. Dội luôn, dội luôn. Bên đây cái dưới dội luôn có con hang nè. Mình nhảy ra xong. Không. Con chuột cắn hết rồi quá. Chuột vô cắn hết chịu gì nổi. Nè, giặt cái bò chuối này nè. Hết rồi luôn. Đây, 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 con hang nè. Phan từ từ xong ơi. Lấy cái xuống kìa lại. Cùng quá. Này lấy cái tay chịu, cái giò chịu lắm nãy giờ đó. Cùng hả? Rồi, dạ, dạ. Đi. Đây có con nhắn máu nha, chạy vô đây bự lắm. Có hang nhỏ nhỏ. Có hang bên đây nè, Hang gì? Tung 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 nữa. Chuột. Cái gì? Thằng ơi, con chuột. Ê, còn nữa. Sao? Đi đâu vậy? Dưới này, dưới này. Rút hai con. Ây da, tè. Ừ. Đâu? Ôi trời. Thứ gì chịu nổi cả nhà. Còn nữa đó nghe. Em tài. Cái giọng nó chưa đựng đủ không mấy không? Gắn mối bự lắm. Gì? Đâu hết, coi chết được vậy. Đừng chạy ra đó. Cái mối bự lắm nghe sao? Chạy qua đây thì sao? À dạ. Qua mé này nè. Này đang lên nè. Dính chưa? Chưa. Ê. Rồi, hết hồn tại. Xíu nó u đầu rồi. Coi còn có ếch nào không? Khoan bên kia. Từ từ lại, từ từ lại. Ở đây chắc đầy giọng nhiều quá mấy ông. Nó đầy quá. Nó đó hả? Đi đầy quá ha ông tài. Ê qua kia có hang nữa kìa. Đâu? Kìa. Hang này lấy cái mối. Cái dừng ếch đậm đậm á. Có ếch bên đây không? Đó còn đó, còn vô đó. Ở bự không có nghe, coi chừng nha. Khùng ha. Hết hang luôn hả? Từ từ lại đi, từ từ lại, để cho bay sông lại rồi. Đây còn nữa đó, có hết rồi đó. Còn nè. Còn nghe sông. Cái gì đây? Ê! Hey! Một con! Trời ơi, thứ nào vậy? Phải, từ từ. Có lựa chừng nữa là lực. Hang là lực. Dừng nóng lên lực ơi. Hang nhỏ quá đi. Kìa cái hang trong hang kìa. Hang bự đó. Bự đó. Rồi coi hang đó lại. Hang nhỏ nhá nhấp kìa nè. Gì á? Con gì á? Chuột. Chuột á. Có không sao? Không?
không? Dạ, nó nhảy rồi. Chuyện lại trên đó hang là hai chột hả? Ừ, tôi chưa à. Có ai thì có ha, thước gữ à. Có tắc gữ hả? Tắc gữ, thước gữ. Chuyện nhảy đó. Đất đây nó cũng sắp sập phải không? Thủ dưới anh em. Hang bự dưới trời. Rồi. Ăn bên kia hang qua đường sang hang hả vậy? Qua qua mình sang hang hả vậy? Cùng luôn hả? Đang cẩu qua này luôn hả? Cùng có hang em cùng với nó. Nó ăn nó. Có cái hang trên đây nè. Con nghe anh em. Đừng nhảy nha. Đó, đó. Hai con voi. Đâu rồi? Cho đây. Có hàng dưới lắm đã nghe mấy không? Ăn rồi. Chặt mấy con trước ra không tại. Con lại xuống lên xuống đó, lại xong. Lực. Lực. Ừ. Rồi 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 thôi thôi nữa rồi. Lấy cũng rồi, cái hàng này có ít à. Rồi, mấy hàng lén lén rồi mấy ông ơi. Đây là lực, đây là lực, đây là lực. Trời ơi, đây láng lừ luôn nè. Lớp mấy hàng này có nè. Quá láng không anh. Hàng này có sự là một chục hai ếch nè. Có nhắm nhắm hàng nó có không kìa. Rồi anh em. Dính ếch nè. Được không? Hay quá anh. Dừa dừa. Dừa dừa hả? Bứng bứng là lấm. Lấm. Ừ, quá láng mà. Còn hai còn hang nữa lực. Còn hai vậy là còn nhiều rồi, còn nữa đó nha. Ếch mà nó dồn như chuột kìa trời. Sang đào dính ếch bự trời trời. Sang phải bắt dính ếch bự đá ghê trời. Hàng đó gì là? Dạ. Ừ, đây, đây, đây có hàng này à. Cái nhẹ kìa. Có nghe, thằng này có nghe nghe. Đây quay xuống em. Ở đâu vậy? Chạy đâu sao? Hay quá. Lùm nữa rồi kìa. Cái kỳ vậy? Nắng quá chịu nổi.
Con lấy qua đây lực. Ăn qua giò đó đó. Ăn đó đó. Hàng bự lên, bự rồi, thử có dưới kỹ nghe không? Cứng gì vậy? Cứng lắm rồi. Đợi xíu đi, đợi xíu đi. Tiếp lại, tiếp lại. Trâu dưới xe. Lên trấu lại luôn đi. Trời ơi. Dưới đây là kêu ra. Mất con cua rồi trời. Thì chuyển tay anh sang thật vô ngang lại. Hết này vô thằng chuột rồi. Chút kia đó. Mất con cua rồi, ăn lên hay xuống? Ăn xuống luôn rồi. Rồi. Đây đây đây, tầm mũi hết rồi. Chào không? Đợi cho. Hàng này láng lắm, láng. Hàng láng quá láng nè. Lúa lúa nãy nhét gì đó thì lúa. Nhét rồi. Gì? Ê, 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 xong. Trời ơi. Sao không kịp chạy. Gì mà nó ụt. Ụt lỗ nhỏ trời. Ụt lỗ hay ha. Rồi, hát lỗ rồi. Ê, gì vậy? Đổ rồi, tao không ngửi dưới đây, láng mày thốt. Đây, cho em mở cái lỗ này. Được chưa? Đổ lỗ đó, nhảy đừng đừng bỏ xuống hơi hơi nha. U đầu à. Trời ơi trời nhái. Ghê thủ chập trời. Nhảy ra biết con gì. Đây. Đây con kỳ vậy. Thấy mình sao ông Đại sách nổi bữa nay không Đại? Có rồi. Rồi. Có hang lên kìa. Rồi. Cái này rồi này. Rồi có hang này lên đây lại. Hang nó coi chưa lại. Đây nữa nè. Lùm trên trời. Ây da. Ở đây có hang nằm chỗ đó gì rồi. Đây có đó nha. Chưa lực coi. Từ từ anh em. Dẹp ba cây đây. Cái bánh đậu. Đây có cái hàng đó nè. Chưa lực. Xong rồi. Đâu? Gì vậy? Đâu bàn tài dính đá nào. Một con hết. Cái giò không tới. Thôi cho chú chơi. Thôi xong. Dính chưa? Dính luôn rồi. Đạt cái giò không tới nha. Dối. Tét háng luôn vậy. Ê, xong. Đâu rồi? Chị đâu? Tôi hang đó đó. Còn có nhảy xuống không à? Đây nè. Kỳ sang. Hết bự trời. Dưới sang chụp ra được. Vô sang. Sang dính con nào nữa? Con nè. Thôi coi có vô hang này không? Nãy móc hang. Thôi đi chỗ chú đem tiêu nè. Ở đâu nhảy ra hả? Trong hang đó luôn. Trời ơi, hết bự. Vô sang. Coi cỡ đó này ha. Kỹ cái giọng rồi. Sao làm cụ cụ. Bụng cái lỗ gì nữa. Ông qua đó còn hàng á sang. Còn nữa vô coi. Sang. Em mượn cái sổ rồi. Ăn phía dưới đó sang. Ăn đâu. Tôi còn ở dưới coi chừng chỗ ăn chạy giá được đó. Còn ai. Tập bắt hết nãy rồi. Ê con mối bự 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 lắm mà xong đi. Đâu. 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 Đâu.
chữ thần thôi chứ. Ê, ê, ê. Dạ, thấy con nữa kìa. Đâu rồi? Đầy dưới rồi. Đẹp không? Gai không xong đâu. Nắm tay rồi, tiêu rồi. Dính này nè. Dính còn nè, chưa? Dính này nè, dính gai hả? Là dính hết nữa kìa. Đâu? Trời, hai con nhắn nói đúng rồi. Trời ơi. Gì tùm lum chứ vậy? Quá trời hết không luôn. Nghe chỗ này cái giọng rồi phải không? Dạ. Nói còn nữa. Hai dính máu gì cho ông Tàu? Đâu, đâu? Có lên bờ tay. Ừ. Có chừng mới. Mới bự lắm. Chưa xong. Trời. Vô hang rồi. Vô hang hả? Trời luôn. Nó kìa, nó còn ẩm đắng kìa. Trời ơi. Ở trên kia có cái lỗ lực. Hả? Bây giờ. Sao? Lo. Lo. Bự còn giống mối. Kìm xong. Dưới đâu? Xong. Mới dẹt này ra, chạy nhảy liền kìa. Chưa lắm nóng mình đã nghe bắt được lắm nóng rồi đó. Không chặt cho tôi mới được coi. Ừ, mày đừng có cái nữa. Móc cái nhảy mấy đường chọc. Hai cái giò nó đạp mày thứ gì chịu nổi. Nó đâu ngoài luôn xem nhúng ở đâu theo lần kẻ trốn rồi không nói rồi ta để đặt nghe hay dữ trời đi tới hang á nổi đi đây rồi vô hang rồi con rồi chạy chạy bự dí gù đó đẹp quá lưu hang nữa kìa. Cái chừng công bà Dương. Lại xa em. Ủa. Nhá chạy lên tưởng rồi. Con vô hang này nè. Đừng có ít nữa nè. Tại. Anh em. Anh em đào xong rồi clip lại hết cả nhà ơi. Nhớ nào ơi. Giúp luôn. Cạn cạn. Nói cạn. Cái gì mũi á bà không ơi mấy ông. Không. Cũng ơi. Nè. Cho mượn đảo hang này kìa. Nè đây hang nữa nè. Lấy không? Hai chuột. Bây giờ chuột ếch gì nó cũng bị gian vậy đó. Hàng chuột hơn ếch vậy đó. Ở tà la không dưa cho cả nhà ơi. Hàng chuột cũng là hàng ếch mà hàng ếch cũng là hàng chuột. Rồi bây giờ tới anh em ơi. Hàng ếch thôi. Rồi, mỗi lần mà đi qua đây rồi bắt. Thôi nấu luôn cả nhà ơi. Ê đây có hàng láng nè. Miếng ếch hả chuột nè. Hàng lừ nè mấy ông ơi. Đã tay ha. Chuyện này là lực. Xong đứng thủ dưới đây xong ơi. Rồi, okay. Năng lực. Dạ. Bây giờ kiếm lửa. Trong mối. Gì? Mặt lo. Thánh thằng ơi. Còn thằng này. Vàng khẽ ơi. Dạ. Dạ. Dưới đó nhảy ra lại. Hết hả? Đâu. Nhảy đâu? Không. Tới mặt nước mà nó chụp. Còn là cái lửa dưới chúng ta. Ở đâu đây nhảy chạy. Ít mọi lúc mọi nơi cả nhà ơi. Anh em bên đây qua đây bắt đã tay bữa nha em. Kìa, kìa bỏ con ra. Bên đây có hang rồi. Ở đâu lộn xong. Có nước trời vừa hết luôn rồi. Hai hang rồi. Trời không biết đi. Trời lên. Ui. Hai đã dở cái mí này coi. Thôi cho bôi. Cho bôi đây nè. Cho nóng cục nó rớt hả. Đâu rồi. Kìa đây nè, cái đu nè, Đu nè lại. Chứ không? Dạ. Lắm rồi. Lại. Nào. Vũ xuống. Vũ lên. Coi nó có nhảy xuống rồi chụp qua. Đây. Đi mà không nổi. Con ta liếp không nổi rồi nha.
Bỏ đi, bỏ đi. Tự quá. Coi chừng nó chuối nè. Này xong ơi. Để có này nha. Cầm cái gì xong. Kiến dữ lắm, kiến, kiến lửa. Rồi anh em canh này nha. Đúng không? Con gì? Đi đâu? Nhìn chưa? Chưa. Đây thạch thò, thạch thò. Lịch động động á, lịch có nghẻ mà. Ui. Gì vậy? Dạ. Bự không? Cũng ôi ơi. Đi đi. Cầm luôn. Càng anh em ơi. Đó. Đó rồi đang nghe. Mới thấy chung chít. Mới vậy. Kêu đi, kêu nó qua đây coi. Kêu này nó qua đây nè. Trời sai. Anh em tay chân cẩn thận nha. Tới cái đuôi đó. Đây nè, đây trong đây nè. Đây nè. Giật luôn. Đứng thủ đi sạc. Chừng nhảy dưới đó sao. Được. Tiêu rồi. Có không? Bự cái nổi nè. Nó gặp cái tôi. Xong. Giờ trời cản trời. Chạy rồi. Đây. Nó chạy nó xong. Vô chặn đầu rồi. Qua lửa trời xong. Lấm. Lấm. Chưa? Lấm. Vô cái đó rồi. Bưởi, bưởi. Vô cái chặn đó hả? Ừ. Đó thấy không? Nó nằm trong rồi mấy ông. Cả nhà thấy không? Cả nhà. Đây nè. Đó. Ê, làm nè. Nhảy nhảy nhảy. Giúp chưa? À, à. Chui vô ghế rồi. Cái gì? Đâu rồi? Vô quần cái gì xong. Vô quần xong rồi. Đây nè. Chui vô ấy à. Dưới có cái hang nữa, tôi đâu. Chuột sang ơi. Chuột bỏ đi. Chuột đâu nổi ở đâu. Lấy cái súng lại. Nó vô đó rồi lại không lại ở đâu sang ơi. Lại sang lại. Mấy con ếch mà dưới gốc cây nè, nó bự. Trong này nó ở trong này nè. Ấy da. Nó đu 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 đu. Đu. Mấy hang im xong. Cái hang rất bự nha. Kẻ là kẻ nè anh em thủ anh em ơi. Rồi xong. Thủ nha. Đây. Thấy đi. Chỗ này ít hang ha. Có ớt à. Cứ lắm lá láng à mấy ông ơi. Thủ nó xong. Thủ nó xong. Đây, đợi coi. Anh lực nào đi. Xuống mé rồi qua cốc cây đi.
đào ém lên lực bắt được, bắt luôn lực ơi. Ê, 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 sao? Trời ơi. Gì vậy? Nó con chuột. Chuột ăn hết. Đâu? Hết. Mới lèo lử. Bự mà. Cùng bay. Đó đó, chạy ra đó. Hai con luôn. Chặn được kia đi. Rồi. Chạy trước đi. Hai con vô con bọng tay rồi. Vô hang con rồi. Chấm hang nó bán rồi. Không có ta. Lên. Chạy kìa, chạy vô. Chạy vô bọng tay rồi. Từ từ, chạy mấy con báo trước, bắt ở trước. Còn chạy không? Cái gì vậy? Cái cây. Cái này nó không ơi. Không. Chừng nhảy đó. Cái cây sau lưng ra rồi. Có cây sau lưng ra, đừng có ai chụp cây lại. Thôi cũng hết á. Hết không? Dính gì xong? Bự lên, nếu ớt này là bự đó. Chưa ăn vô rồi. Chính hả? Lợn tèo ơi, hàng đẹp là ếch bự. Ôi trời, còn con nữa không? Ếch bự mà. Ếch bành chi kìa. Vô, vô, vô. Còn nữa. Vô. Hả? Nó cặp hả mày? Nhỏ chạy ra liền trời. Mập. Nhỏ trước, chạy bự sau. Còn hàng bên kìa. Khôn chạy. Đụng tay. Rất đẹp đụng tay. Cái tay mày đâu? Không thấy. Chút nữa mới tới. Chị nhảy ra. Có nhảy á. Thấy chân ngó chui đó mà. Thấy tay đi xong. Rồi rồi. Đâu chưa? Ủa cái mối chui đó chạy đâu rồi cả? Rồi. Đúc được rồi. Qua bên kia con này. Đúc được coi. Chạy tới chị. Không lên đi chưa? Tới đi. Thấy. Ở trên hả? Đưa 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 cũng rồi. Nãy lập đơn chứng rồi hả? Hả? Trời ơi! Ngộ dịch hai trứng luôn. Hai trứng bình kia nè. Quá im. Có mồi ăn cơm luôn. Ông bà ơi. Nãy lập đơn chứng đúng không? Hai trứng nữa. Mà hai trứng rồi. Dán ba trứng đi, người trứng. Lấy không? Ê, cái dịch hay gì kìa? Ừ. Kìa, gì? Dịch. Hư hả? Anh em ơi! Tới công chuyện rồi nè. Tới công chuyện rồi anh em ơi. Có con ếch nó hồi giống á. Người sao bắt được mấy ông? Rồi. Dạ. Chẳng rồi. Có còn còn không? Vì sao bắt được cái gốc cây chà bá ở ngoài nó gì vậy sao chụp? Hai con ba con luôn. Cái nào rồi? Từ từ. Ngồi đó anh. Ngồi nhảy lên đó. Hai anh nó dính được. Chụp hên. Gì? Nó nhảy chụp hên. Dính con hả? Đúng con rồi. Nhảy lên rồi. Đúng. Tay luôn. Trời ơi nó ngồi lăn lừ đây mà mấy ông ơi. Vô. Cái nhảy lên này. Ừ. Nhảy vô nè. Hết luôn hiểu. Nhảy lên này. Nhảy lên trên á. Trên này nó bọng hang. Ơi trên này bọng hang trên này nè mấy ông ơi. Nhúc gì nó nhúc. Có hang không? Lấy chuỗi đào nữa đây. Ê, nó nhảy ra kìa. Đâu? Dính con ơi. Hàng đâu hàng đó hả? Nè, tùm tùm đây nè. Nè, nè. Nó nhảy vô nữa rồi kìa. Nè. Đây nè quay. Hàng này nè mấy quay. Nó nhảy vô đó. Cái tay vô đây chở không kia không cảm có được. Hay chiều nào có chiều à. Chân nó kẹt chở. Trời trời. Ở đâu hả? Ở
Cho anh xuống cả. Nè. Có thấy không? Nè, dính một con nè. Đưa trên kia. Nè, sao vô trời. Thì ba bốn con nữa hả? Ừ, ba con rồi. Cái hàng nặng rồi đó. Đẩy cái tay giang cái đằng vậy đó. Chụt vô. Ngồi dưới nữa, con dính ra kìa. Ừ. Nhảy xuống. Ngồi dưới đi. Đó, chụt xuống đó. Nó gãy lên lực. Không có đụng. Dính chưa? Ta trời, Diêm cũng dính rồi hả? Lớp. Hết chỗ cầm rồi. Khủng khiếp thật chứ. Đúng không? Đợt sọt, 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 sọt. Nó ngã xuống này rồi. Nha. Còn không? Nó trống vậy. Nó xà luôn giống á. Cho đi. Cho đi hả? Trời ơi, trời ơi. Bọc đi ông ơi. Có cái súng không? Bắt không thả không? Cùng rồi. Nó ăn của nó đó. Bỏ đi nhiêu là được rồi. Nhiêu là hên lắm rồi đó. Lắc 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 thôi coi vậy không? Trời ơi, hẹn con rồi. Có đang vô hả? Quanh hàng kia hàng kìa. Trời trời trời. Anh vô đây sâu lắm rồi. Còn hai không? Trời, con ếch đó rồi. Cái gì? Sao nữa xong? Thằng đó trời. Nếu mày xong rồi nhiều quá lắm em ơi. Trời ơi, coi chừng còn nữa nghe. Lội đâu rồi? Lội ơi. Khoan nha, khoan nha. Đây nè. Vô đi, cho chắc, để đi. Vô. Nó nãy giờ có nhảy ra nè. Khỏi đi, khỏi đi. Có hàng này lên bờ rồi, trong này sợ có mũi gì đâu, nhức đâu. Đâu? Chịp chưa? Ai xin? Đâu? Đâu? Trời ơi. Ơi con ếch cả nhà ơi. Nghe mới đã chứ. Nè 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 ông đây. Ông đây không? Chụt chụt cái này lú cái đầu ra em mày. Hút cái liền hả? Đây có hang đây này rồi xong. Cái đâu bỏ mày được. Nãy có câu gì rồi nè. Con mất con này đi. Ra không? Trời ơi trời, con người ở lại. Lại gì thằng bự vậy? Anh em đâu? Luôn càng đi. Mất. Gì vậy? Trời ơi, dính rồi. Còn nữa nha nha. Nó chỉ vô. Chưa? Chưa. Đạp lại. Như mối chạy lên trên này. Dính đi lại. Mối chạy trên này. Như mối lên trên này. Đâu có đâu ngồi đây tao đâu gặp. Ừ nãy qua đó đó. Tôi lúc cặp chưa? Nãy qua đây nè. Tóc mày lên đó. À, giờ. Giờ. Nó giờ kìa. Rồi. Xuống dưới luôn, xuống dưới mé luôn rồi. Gì vậy? Tôi không thấy luôn á. Lửa đây đó. Tụt. Nó lực, im lực. Nó chạy lại cái gì nó lực. Lại. Vừa hang luôn cái gì lực. Trời. Dính chắc là dính ở đó. Chắc không phải là dính. Đâu? Đâu chằng đó đó. Đó nè. Ủa? Con nào con gì con ấy à? Ừ. Đây nè. Ừ. Ơi. Rồi. Lấm. Trời ơi. Lấm rồi. Thử rồi còn không? Thử rồi. Đó. Đang không có hang
quá trời ta. Lấy xe ngươi. Lấy mươi. Lấy mươi. Con ấy xin lấy nhà nó. Con gì hả? Con nhà. Cột trời. Nó cây năm xưa hả vậy? Ơi, bự gì lắm, bự anh em ơi. Đâu đâu, phải xong xong. Thu cái tay đó nha. Thôi nó vậy. Dính chưa? Cái đây hay là anh chạy. Dính chưa? Nó trong gốc cây gì vậy? Ừ. Bự xong, dính thế vậy? Dính chưa? Cốc. Trời anh thằng ơi. Con có hết nữa. Sao? Cái gian cốc cái trời ơi. Dữ lắm cái gốc cây này mấy ông ơi. Nằm sâu sâu giống sao ơi. Cây học được không? Nắm đuôi nữa hả? Nắm cái đuôi nữa. Cái gì nắm đuôi? Còn hết. Có cái đuôi nữa hả? Có. Mới có tới cái đuôi. Năm người chút nè. Năm người nó mới kẹt cái tay chẳng lấy mấy cưa cưa luôn ạ. Quá. Chưa từ từ anh em ơi. Được mới có cái giò đó à, chưa có được cái. Cái bự xong. Cũng cái giò nó ít thấy ít được mà móc ra ít to lắm. Móc ra góc cha luôn. Mới khên con cóc rồi. Cái giò cóc cái giò hết không? Quá không có lời. Cái giò. Đi giờ. Dính cái giò rồi mà lôi ra cũng được đây. Cái giò ướt hay khô? Giò nó chìm nhẹp à. Chìm nhẹp vậy là nó mới đi bơi lên á. Rút vô nữa rồi trời. Cái tay chở tới chở lui không được nữa. Đưa tay sang kìa. Ây da. Lụm hết rồi, lụm rồi. Lụm. Con ếch. Con ếch nó ngồi trong ngóc nó đưa cái chân ra ngoài đó là ếch bự. Sao lên đây? Có cái hang cái này xem. Ừ, thấy giống như nhà này. Yeah. Bên kia đây. Có... Ai đúc cái cây vô chọt cái trong cái trong kia. Đây hả? Kia. Gì vậy? Nó qua rồi. Nó sọt cho nó qua. Nó qua đó. Đứng dưới thủ đi, trên đây giảm cho. Ờ, trên đây. Đây cái này thủ gì anh Lực? Cái từ lưa hết trơn, me này nè. Nguyên cái cục của đây. Cái con cái cây này để năm sau quá bắt. Năm sau cho nó một cái gian năm rồi gì đó. Ê, trời ơi, con ếch nó bự, trời. Đi đâu? Dính đây. Cái gì? Đây đâu? Thấy không? Chưa tới. Trời trời, gì mà dính đây hả? Ơ, vô. Trời trời, gì mà dính. Sao gì mà dính hay vậy? Ở đâu ổn chưa rồi, giống kẹt cái giò vậy? Vậy sao chụp được nữa, lúa cầm chưa? Đây! Đây đây con nè, đem lên đây. Sao được, nghe Lực. Hên. Chắc nghe Lực. Rồi. Mấy cái gốc cây này là đàn ít bự không à. Coi coi cái hang này coi. Hang nào? Rồi. Bên đây có mấy hang. Rồi đi qua, đi. Được hai con là quý rồi. Gốc này quá trời gốc. Thôi đi ra tiếp cả nhà ơi. Gốc cây cả nhà ơi. Năm ngoái mình bắt chỗ này cũng nhiều lắm nè. Rau xa vậy hả? Ở lắm hả? Ở đâu? Lát nó rồi. Đâu? Đây nè. Chín chưa? Chưa. Nó nằm trong gốc cây á. Lỡ lẽ chụp luôn đi lại. Coi chừng nó nhảy chứ nghe. Ừ. Xong hơi, xong hơi. Có anh tài một làm ăn gì? Rồi. Trong đây nè. Cái hàng này dữ lắm láng lắm em ơi. Nó ở trên, nó dưới rồi, sang. Bự không? Ở trong gốc cây này hả? Ừ. Nó nằm ở đây. Đâu sang? Lại xong.
Con mắt sáng sáng ra heo. Mới rút nữa này. Chảy ra. Dựng xong. Tình đó lấy cây sọt đi Khang. Dạ rồi, xong. Mày sọt đi nó qua đây à. Ok. Mày lấy cây sọt đi. Chị từ từ lấy cây ra. Lấy cây ngon ngạch đi. Ngọt nha. Ừ. Được bột con. Chưa? Để mời lắm. Đi ở trên. Thật ơi. Ê. Dính cường nhỏ. Trời ơi, trời ơi, đâu trên này trời. Cái cây tao chỗ tới đây luôn rồi. Thật ơi. Đâu rồi. Chuyển rồi, chuyển hướng khác. Về 3 giờ chiều rồi đó. Chừng xong chứ. Con một. Vô. Anh em mới vừa bắt con rắn không ngựa đằng kia cái nhà nó bò dưới sông á. Nhà YouTube nó khó nên lúa không có quay cho ngay nhà xem được nha. Con rắn cũng cả ký á. Con ngựa. Rồi, đi. Lội ra xong cả nhà, anh em bắt cái lội xong lặn ra chụp. Xuống nặng á. Còn chi cây mấy gốc cây này ít bự không? Nè. Muốn gì để vô đây nè. Có ớt à? Anh có là ít bự không? Đó đó. Chừng bà xong sau lưng. Ngồi chạy đó là. Dễ ăn đó. Bỏ đi rồi. Đây cả. Đây xong. À nữa. Đi về tới luôn nè. Đủ rồi. Anh em mình mới mỗi con trứng đủ rồi, nãy 5 trứng rồi, này đó 1 trứng kìa. Lúa lúa chỉ nè. Nghi rồi. Ê, góc bên đây cũng ngon nè mấy ông ơi. Góc bên đây nè. Trời ơi, cái trứng vịt nó bự. Ba lửa luôn cả nha. Có không sao không? Có không? Sao tôi đắng rồi? Màu à? Ê! Gì? Ê! Hộp vô kìa. Gì nữa? Trời ơi, bữa nay chắc giàu luôn quá trời. Đủ ăn rồi, anh em mình về đi. Khủng khiếp thiệt chứ. Rồi bà chắn nói không là anh em mình ăn không hết rồi. Ôi cái nhà ơi, cái bờ này đứng quá, dịch không lên được ha. Thôi anh em về đi, đủ ăn rồi. Ê, vô, lên cho đi. Trời ơi, nó nhiều. Nặng lắm nè. Cả nhà ơi, cỡ 6kg không? Còn rắn không ký mấy rồi? Trên. Học dịch cũng cả ký rồi. Mấy ký? Chừng rắn đó. 5-6 ký vậy đó. Chờ thử coi.
Trời ơi, dữ lắm nhiều cả nhà ơi. Bữa nay anh em trúng nha, không sợ thiếu mồi nữa. Bây giờ anh em mình về ăn miếng cơm rồi mình đi làm cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip sau nha. Chúc cả nhà có buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye cả nhà nha.